Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình nha. Hai anh em mình đang thiết kế một cái chỗ để quay cái tổ chim này cho anh em xem này. Đó, chim này nó là chim mía hay chim gì các bạn? Nó thường làm những cái bông cỏ mà cây cỏ này người ta cho bò ăn á, nó làm ở trong này. Này, cái con đường người ta đi như thế này thôi. Đấy mà nó làm ở chỗ đấy, các bạn thấy không? Đấy, để quay cái tổ chim cho các bạn xem nha. Đây có hai con này các bạn. Này, hai con này. Ổ này thường là bốn con nhưng mà không hiểu lý do vì sao ổ này chỉ có hai con mà thôi. Đấy, tí nữa mình sẽ đặt cái máy quay để xem con mẹ nó về cho các bạn xem con mẹ nó thế nào nha. Nó đút thì sao nha. Cái tổ của nó thường là sẽ không như thế này đâu các bạn. Các bạn nhìn cái tổ đó này. Cái tổ của loài chim này nó sẽ làm cho những ngọn này này. Và nó sẽ thẳng lên. Thẳng lên và có một cái vòm treo của thế này thôi. Nhưng mà tổ này nó làm như thế này. Là lá nó bị ngã qua các bạn. Ngã qua cho nên là con mẹ nó sẵn thì nó không bỏ ổ cho nên nó làm như thế này luôn. Thì nó mới như thế này. Thật ra thì cái góc của nó là ở trong này. Cái tổ nó nằm ở trong kia mà nó ngã qua. Con mẹ đang gấp mồi hả? Đâu? Ừ, con mẹ đang kêu trong đó các bạn.